Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung J7 Pro. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con Samsung J7 Pro các bạn nhé. Đấy. J7 Pro thì cấu hình con này là RAM 3GB. Con này là RAM phiên bản nó là RAM 3GB. Con J7 Pro phiên bản nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con J7 Pro này thì là màn hình của nó là màn hình là 5.5 inch. 5.5 inch, con này là bản công ty, 2 SIM. Pin con này là pin 3K6, ngoại hình con J7 Pro này thì ngoại hình là còn 90. Trên 90%. Con J7 Pro này thì là tình trạng mình mua lại của khách, tình trạng khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Con này thì là khách đã thay màn hình OLED một lần cho bạn đấy nhá. Đấy. Thì mình mua sao thì mình nói lại cho bạn luôn. Con này thì là tình trạng mình nhập lại của khách đã thay màn hình OLED một lần. Con J7 Pro này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.4 triệu các bạn nhá. 1.4 triệu con J7 Pro thay màn hình OLED thì các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro các bạn nhớ thẻ hàng lịch sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Thì nếu mà mình dần tin qua mình Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình để là giao lưu trao đổi và mua bán cũ mới. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được tất cả là hôm nay nhà mình về được là tiếp sản phẩm là Samsung Lốt 9. Lốt 9 này để đáp ứng nhu cầu các bạn thì là này buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được bản là 512GB nhá. Đấy. Bộ nhớ siêu khủng nhá. Khủng nhất Lốt 9 mình nay về được là 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây. Đấy, buổi tối ngày hôm nay bên mình về được 5 cây sản phẩm là Samsung Lốt 9. Lốt 9 này đây. Đấy. Hôm nay mình về 4 siêu phẩm là Samsung Galaxy, Samsung Note 9. Note 9 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì là đây là bản là đây là 5 cây này, 5 cây này là màu đây. Màu nhiều màu xanh đen này, nói chung là màu đen đen này, xanh đen đen này. Con này là màu của bản đặc trưng là của bản là gì nhỉ? 512GB nhá. Đấy, để rất nhiều bạn hỏi là mình cái bản này rồi. Đây, cấu hình nó khủng nhất của Note 9 luôn. Đấy. RAM con này là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 512GB. Đấy. Và sản phẩm Samsung Lốt 9 này bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ với giá là 7 triệu quay đồng về thôi. Tội gì các bạn phải mua những sản phẩm đời mới bây giờ, ví dụ như Oppo Reno 4 chẳng hạn mà toàn 7-8 triệu này, hoặc là A71, A51, nói chung là các sản phẩm đời mới của Samsung mà tầm trung từ 7 triệu đến 9 triệu. Nói thật với các bạn, nhưng mà các bạn để so sánh những sản phẩm của Samsung Lốt 9 này còn thật các bạn không bao giờ thể bằng luôn. Đấy. Và bên mình chỉ thanh lý bạn giá từ 7 triệu quay về thôi. Đấy. Ngoại hình thì Lốt 9 này, bên mình thì ngoại hình thì còn 90. Trên 90% thì là máy cũ rồi thì tình trạng là phẩy một đôi chỗ thì cũng không thể tránh được các bạn nhé. Máy cũ rồi thì là máy phẩy đôi chỗ thì không thể tránh được cho các bạn nhé. Đấy. Đây, nhà mình về tất cả đấy. Bản 512GB này nó chỉ có một màu này nhá. Đấy. Đấy, 512GB. 5 cây này của nhà mình đều là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. 5 cây cái này của nhà mình là đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy. Lốt 9 thì mình sẽ nói sơ qua về tính năng của Lốt 9. Con này thì là màn hình của nó là tràn viền này. Màn hình là tràn viền là 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Đấy, chỉ những sản phẩm mà siêu phẩm ngày xưa của Samsung mới có những sản phẩm là màn hình 2K thôi. Màn hình bây giờ màn hình chỉ có Full HD hoặc Full HD cộng thôi. Đấy, đánh bại những sản phẩm ở đời mới bây giờ. Nói chung là cầm 7 triệu mà đi mua Lốt 9 mà RAM 8GB này, mà bộ nhớ 512GB này, nói thật với các bạn. Các bạn mà so những sản phẩm ở đời mới bây giờ mà Oppo hoặc là Samsung 7 triệu bây giờ hoặc là đắt hơn nó, nói thật với các bạn, không bao giờ thể bằng được. Mình khẳng định các bạn xuống tiền mua những sản phẩm mà điện thoại cũ mà 7 triệu các bạn mua sản phẩm mà Lốt 9 mà 512GB RAM 8GB này, thật các bạn về dùng sướng cực kỳ hơn là nhiều luôn. Tại vì lúc thời điểm mới ra là bản đắt nhất mà gần 30 triệu cơ, ngang một con xe máy lít này. Lốt 9 thì có tính năng rất là hay, nó có bút Epson này. Bút Epson này các bạn có thể là tình gì nhỉ, các bạn có thể bấm vào đây, các bạn bấm vào đây
Đấy, nó sẽ ra là cái phần chụp ảnh luôn. Các bạn bấm vào bút nhé. Đây thì mình không làm gì đây nhé. Tính năng rất hay, các bạn chỉ bấm nút với bút thôi thì nó sẽ ra là phần chụp ảnh. Đấy, các bạn kích vào đây thì sẽ chụp ảnh. Đấy, nó chín rất hay. Các bạn quay phim có thể là kích vào full màn hình, hoặc là quay phim các bạn có thể là quay video coi như là gì nhỉ? Quay video con này là quay video 4K luôn các bạn nhé. Đấy, Ultra HD này, 60 pixel này, quay video 4K luôn. Các bạn quay video 4K thì khỏi phải chê luôn. Tại vì mặc định màn hình của nó đã là 2K rồi. Các bạn có thể là xem phim 4K, 2K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ thử là vào như là phần nghe nhạc cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ nghe nhạc nó chín này. Đấy. Các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn, biết là chín đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn. Đấy. Đấy, các bạn dùng siêu phẩm lót chín này là thật các bạn. Đấy, các bạn bỏ đồng tiền ra đáng lúc tiền bát gạo luôn, thật với các bạn luôn. Đấy. Đấy. Dùng rất là sướng mà các bạn mua về mà tặng bà xã, người yêu cực kỳ tuyệt vời. Đấy, nói chung là hình thức khá là ok, khá là đẹp rồi. Các bạn nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Các bạn xem phim 4K thì mình sẽ vào gõ phim 8K cho các bạn luôn này. 8K này. Ui giời ơi, các bạn xem phim cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. Các bạn xem phim 8K khỏi phải chê luôn. Đấy. Màn hình thì nghiêng không có độ lóa mờ gì nhá. Đấy. Nói chung là RAM 8 thì các bạn khỏi phải chê luôn. Quá khủng của lót 9 rồi. Và sản phẩm lót 9 này của nhà mình thì là tất cả đều là bản hàng 2 SIM 2 sóng. Và cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 512GB. Thì lót 9 thì rất nhiều tính năng, thì mình sẽ nói sơ qua qua này. Của nó là hai camera này, kép này, một flash, một trợ sáng, vân tay này. Và tính năng mở khóa thì mống mắt này, vân tay và khuôn mặt nhé, rất nhiều tính năng. Đấy, lót 9 của nhà mình này thì tất cả 5 con này của nhà mình đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy. Đấy. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Còn tất cả sản phẩm lót 9 của mình bán đồng giá với giá là 7 triệu đồng nhé. Thì con nào có như con nào, đồng giá 7 triệu đồng. Và có duy nhất một con, đấy, có duy nhất một con thì con này, bạn nào lấy con này thì mình sẽ bớt cho bạn là 200 nghìn nhé. Đây. Con này thì nó có phải, đây, nó bị cấn một tí chỗ này thôi. Đấy, cấn một tí chỗ này thôi. Tại vì máy cũ rồi thì tình trạng mà bị phẩy mà cấn đôi chỗ thì không thể tránh được các bạn nhé. Nói chung là những con này thì tương đương, đấy, không có phẩy, không có cấn gì. Đâm thì mình sẽ báo luôn cho bạn, có con này thì là chỉ cấn tí chỗ này thôi. Con này thì mình sẽ giảm cho bạn với giá là 200k. Bên mình chỉ bán cho bạn với giá là 5.800k thôi các bạn nhé. Đấy, các bạn sử dụng lót 9 này, RAM 8GB, bộ nhớ 512GB. Đấy, giá trên thị trường toàn gần 10 triệu nhé. Bên mình chỉ bán cho bạn giá là 7 triệu thôi. Nên các bạn yên tâm về giá cả bên mình. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 này, các bạn đi thay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, hoặc là các bạn có thể là lên YouTube này. Các bạn lên YouTube này, các bạn lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy. Phú TV. Đấy, các bạn kích vào kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Đấy, xong thì là bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem lựa chọn đầu tiên. Nó thật các bạn, RAM 8GB thì khỏi phải chê luôn. Nói chung nó quá nhanh quá mượt luôn. Đây. Các bạn xem phim RAM 8GB nó thật với các bạn. Nó quá là nhanh, quá là đáng nhiệm luôn, nó thật với các bạn. Các bạn dùng bỏ đồng tiền ra đáng đồng tiền bát gạo luôn. Để tôi nghe nhạc nó thật với các bạn. Không phải chê luôn. Các bạn bỏ ra 7 triệu mua lót 9 này, nó thật với các bạn nên đi mua lót 9 này. Thay vì các bạn mua những sản phẩm đời mới bây giờ. Đấy, lót 9 này nhá. RAM 8GB nó quá là nhanh luôn, nó thật với các bạn. Các bạn những cầm đời mới ra là thật không bao giờ thể bằng được. Mà cái màn hình của nó 2K nó quá là đẹp luôn. Các bạn nó thật quá nhanh, nó loát thật quá tuyệt vời luôn. Nó thật mình đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Con này phải một tí thì mình sẽ bớt các bạn là 200k nhá, là 5 triệu 8 nhá. À sorry các bạn là 6 triệu 8 nhá. Còn là bọn này thì là gì nhỉ? Bọn này thì là đồng giá là 7 triệu nhá. Bốn con này là đồng giá là 7 triệu. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 9 này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Ưu tiên là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng. Và ở xa thì bên mình có ship 3 miền. Bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn phải chuyển khoản trước thì mình sẽ là fly ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chuyển khoản sau thì các bạn phải cọc giúp cho mình 100k, 50k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Đấy. Đấy, Lót 9 này ạ. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mình sẽ bỏ tiếp theo đây. Đấy, lót 9. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục là về mấy con lót OVA này. Đấy.
Lót lại ve thì hôm nay nhà mình về được mấy cây thì mình sẽ xả lót cho các bạn đi. Hôm nay nhà mình về được 1, 2, 3 cây. Ba cây lót FE này thì mình nói sơ cua qua về cho các bạn nhé. Thì là cấu hình con lót 7 FE này thì là cũng là phiên bản của nó là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con lót 7 FE này thì nó chạy chip Exynos 8890 nhé, 8890. Đấy, độ phân giải màn hình con này là 5.7 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. Con lót 7 FE này thì con này tình trạng là cũng bị vỡ cả kính sau này. Đấy, vỡ kính sau và vỡ ít kính trước này. Đấy, con này thì mình sẽ xả các bạn rẻ thôi, 1.800.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1.800.000 các bạn nhá. Đấy, lót 7 là 1.800.000. Quên mình soi các bạn mình xả cái mít đi. Rồi. Con lót 7 FE này thì là ba con này nhà mình này thì mình cũng nói sơ cua qua thôi. Thì đây. Ba cái này nhà mình đều màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con này chỉ bị bọn này thì còn zin nguyên áp suất luôn nhé. Ba con này thì còn zin nguyên áp suất này. Đấy, bọn này thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Úi giời, ngứa. Đấy, con này thì là tình trạng là bị vỡ một kính lưng này. Và đây một kính này, các bạn có thể là về, bạn nào mà gì nhỉ, không muốn ép lại thì vì máy zin thì mình nhà mình không sửa chữa mà, mình mua làm bán như vậy luôn. Thì là các bạn có thể là dán miếng cường lực phun màn hình, mặt sau các bạn có thể là dùng ốp cũng được. Đấy, được cái là zin nguyên áp suất nhé. Các bạn để dùng ok, con này là 1.4 triệu thôi. Phiên bản Hàn, 1 sim, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Mình thanh lý các bạn giá là rẻ hơn cả giá màn hình nhé các bạn nhé. Đấy, ngày xưa con này cũng là hơn 10 triệu. Nhưng bây giờ chỉ với giá là 1.800.000 con này nhé. Đấy. Và con xanh này, con xanh này thì chỉ với lưng này, đoạn này chỉ tí ở đây thôi. Đấy, mặt kính thì chỉ tí đầu đây, với đầu đây. Đấy, con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 1.800.000 nhá. Bạn nào muốn về đẹp có thể là ép hay là tận dụng lại cũng được nhá. Đấy. Hay ép kính lại cũng được, mất có vài trăm nghìn thôi. Tội gì các bạn phải đi mua hơn 3 triệu đồng làm gì đâu. Đấy. Con này cũng 1.800.000 cho các bạn nhá. Và con này thì là còn là con này thì là nguyên lưng sau. Đấy, nguyên lưng sau, máy đẹp keng. Và chỉ bị vỗi một mặt trước thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy. Con này thì là chỉ bị vỗi một kính lưng trước thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Đấy, về các bạn tự sướng nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 7 FE này các bạn nhá, hàng lần sớm nhất nhá. Nhà mình về 3 cây. Đấy. Hai con 1.800.000 và một con là 2 triệu nhá. Đấy, nhà mình thì không sửa chữa mà. Mình mua sao mình bán như vậy cho các bạn luôn, cho các bạn về sướng các bạn tự chọn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là sản phẩm là Samsung S9 Plus. Đấy. S9 Plus. S9 Plus thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay mình về được 2 cây. Đấy. 2 cây Samsung S9 Plus này của nhà mình đều là mình sẽ xem là bản bao nhiêu ghi nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ xem bản bao nhiêu ghi. Con này là bản 64GB. Đấy, bản 64GB này và con này là bản gì nhỉ? Con này là bản 256GB các bạn nhỉ. Con này là phiên bản là RAM gì nhỉ? Mình sẽ xem RAM 6GB hay sao ấy. Hai con S9 này cũng của nhà mình là con này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 256GB và con này cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Cái con S9 Plus này thì là màu tím này. Đấy, màu tím máy đẹp leng keng nhé, từ 90% trên 90%. Con S9 Plus này thì là hai con này nhà mình này thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, một con là RAM 6/256 và một con này là 256GB nhé. Con này là phiên bản là 256GB này, máy màu đen bóng này. Đấy, con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.300.000 và con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.100.000 nhé. Con S9 Plus màu tím này, hai con này đều nhà mình là bản Hàn này, hai sim hai sóng. Đấy, rất là rẻ. Năm 2020 các bạn những mua những xe siêu phẩm của ngày xưa rất là rẻ các bạn ạ. Đấy, hai con này thì đẹp, hai con này thì là máy đẹp kiếp. Đấy, con này là 5.300.000 nhé và con này là 5.100.000 này. Phiên bản là 64GB, bạn không dần dùng nhiều còn dùng 64GB. Được cái là màn hình đẹp, không ả mối, không lưu ảnh gì. Màn hình con S9 Plus này thì là màn hình là tràn viền nhé. Đấy, màn hình con S9 Plus này thì là màn hình là tràn viền. Màn hình là tràn viền nhé. Con này là chạy chip Exynos nhé, 8890 là phải ấy. Đấy, màn hình là tràn viền, màn hình cong tràn viền, 6.2 inch. Đấy. Đấy. Nói chung là bạn nào dùng nhiều ghi, các bạn có thể dùng bản 256GB được. S9 được cái thiết kế là cong nhỏ gọn rất là hay nhé.
nói chung là dùng S9 Plus cũng được, ok nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus này các bạn đặt hàng lịch sớm nhất nhé. Đấy, màn hình rất là đẹp đấy. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là người yêu bà xã rất là ok, hoặc là bạn mua về trải dùng trải nghiệm rất là ok nhé. Đấy, nhà mình có một con đen và một con tím nhé các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai cây Note 5 nhá. Đấy, Note 5 thì là màn hình của nó là đây, quên, thì là cái bọn S9 Plus này. Cái bọn S9 Plus này thì là màn hình cũng là độ phân giải của nó là 2K nhá. S9 Plus thì là màn hình của nó độ phân giải của nó là 2K luôn nhá. Toàn siêu phẩm ngày xưa, toàn màn hình 2K hết. Note 7 FE cũng 2K và con này cũng Note 9 cũng 2K. Tội gì các bạn mua 7 triệu bỏ ra vào Note 9 cực kỳ là tuyệt vời. Con này Note 5 cũng màn hình 2K. Màn hình Note 5 thì là màn hình cũng là 5,7 inch. Màn hình 2K. Bọn này thì là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Note 5 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB này. Con này màu gold. Ngoại hình thì con này còn 90%. Con Note 5 này thì mình các bạn cũng đã rõ rất nhiều rồi, thì mình cũng giới thiệu qua chút qua sơ cho các bạn thôi. Thì là hai con này của mình đều màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 2 triệu đồng. Và con màu đen này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhé. Hai con này đều là bản Hàn một SIM nhá. Note 5 này bản Hàn một SIM này ạ. Đấy. 2 triệu đồng, đồng giá 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là S8 Plus này. Thì mình sẽ nhặt mấy cái S8 Plus cho các bạn luôn này. Đấy. S8 Plus thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Đấy, S8 Plus thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Ngay. Ngay nha 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 nha. Từ từ để mình giới thiệu sản phẩm khác nhé, mình đang có lộ kỹ thuật một tí. Đây. Sau đây các bạn để mình giới thiệu sản phẩm khác cho các bạn nhé. Các bạn chờ mình một chút nhé, mình kỹ thuật một chút. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai cây này là hai cây Samsung A8 2018. Thì là A8 2018 thì các bạn mình cũng đã rõ bọn này rồi, thì là phiên bản của nó A8 2018 thì hai con này đều là bản Hàn này. Con này là bản Hàn 2 SIM và con này là bản Hàn 1 SIM. Con A8 2018 thì các bạn cũng đã rõ con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con A8 2018 này 32GB. Đấy, con này thì máy màu gold. Đấy, con này máy màu gold. Con này thì là vỏ còn như vỏ máy lưng thì đẹp nhé. Con này thì vỏ lưng đẹp kém. Đấy, thì ngoại hình thì còn 90%. Con A8 2018 này thì là màn hình của nó là 5,6 inch nhé. Con này cũng là màn hình là full HD cộng luôn. Đấy, RAM 4GB, có hỗ trợ là camera vân tay đằng sau, lắp lưng rất là cực kỳ tuyệt vời. Con A8 2018 này thì con màu gold này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 2,4 triệu nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 2,4 triệu. Và con A8 2018 này, con này là bản Hàn 2 SIM, mặt lưng thì có chầy phẩy theo thời gian nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Đấy, con A8 2018 này thì là 2 triệu đồng nhé. Đấy, con này mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng đấy ạ. Đấy, con này là bản Hàn 2 SIM nhưng mà mặt lưng thì có cũ phẩy theo thời gian đấy ạ. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng này. Con A8 2018 đấy ạ. Con này là bản Hàn 2 SIM và con này là bản Hàn 1 SIM nhá. Đấy, bạn nào cần 2 SIM các bạn có thể dùng 2 SIM, bạn nào cần 1 SIM có thể dùng 2 SIM. Đấy nhỉ. A8 2018 nhà mình có một đôi nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 bạn là hàng sớm nhất. Hai con này của nhà mình cũng màn hình đẹp, không ám ô hay không lưu ảnh gì cho bạn nhé. Dùng nó ok, rất là tuyệt vời nhá. Đây, mấy mẫu rẻ thì nhà mình có con này là con gì nhỉ? Hôm nay thì nhà mình có con này là con gì nhỉ? Con này là Xiaomi, con này là Xiaomi Redmi 4 nhá. Redmi Note 4, con này là phiên bản của nó là RAM 2GB này. Các bạn là RAM 3GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Redmi Note 4 này thì là màn hình của nó là 5,5 inch. Pin thì con này thì pin hơn 3000 nhá.
Con Note 4 này thì là có hỗ trợ là vân tay đằng sau lưng này. Đấy, con Note 4 là RAM 3 nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.300.000 nhé. Còn Xiaomi Note 4 này là 1.300.000 cho bạn nhé. Đấy, máy con đẹp, ngoại hình còn 90/90%. Đấy, bạn nào thích rẻ, nói chung là Xiaomi dùng cũng ok. Đấy. Đấy, bạn nào thích giá Mi Note 4 này là 1.300.000 các bạn nào sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về con này là con Oppo A1K. Con Oppo A1K này của nó là phiên bản là RAM 3GB, các bạn, là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nhá. Con Oppo A1K này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Đây ạ. Màn hình là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch, pin thì là hơn 4000. Con Oppo A1K thì là ngoại hình thì con này thì còn 80%, 85-90%. Này, nói chung là ngoại hình còn 90 đấy. Mặt sau kiểu dính bụi ốp thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000 nhé. Con Oppo A1K này là 1.700.000 đấy ạ. Đấy, nói chung là các bạn xem những sản phẩm điện thoại cấu hình cao các bạn lại rất thích nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này 1.700.000 này, các bạn cho hàng mình sớm nhất nhá. Pin thì là hơn 4000, màn hình hơn 6 inch, dùng rất ok. Nói chung là Oppo thì bền thôi. Đây, và tiếp đến là con này, con Redmi C1. Đấy, Redmi C1 thì hôm nay mình vừa về con này. Con Redmi C1 này thì là máy đẹp leng keng nhá. Đấy, con này thì là có tặng sạc theo máy nhá. Con Redmi C1 này thì là con này là giống như con ABS luôn. Con này là Redmi C1 giống như con ABS nhá. Đấy, RAM 2, bộ nhớ 16. Màn hình thì là hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000. Con Redmi C1 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000. Đấy. Các bạn đã sở hữu là RAM mà coi như là 2, bộ nhớ 16, pin thì là pin hơn 4000. Màn hình thì là hơn 6 inch. Tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ đi học rất là ok. Con này thì có tặng sạc theo máy luôn các bạn nhé. Kèm cho bạn một ốp này luôn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C1 thì các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Con này thì là máy zin nguyên bản luôn, chưa sửa chữa gì. Con này cũng zin nguyên bản luôn nhé. Nói chung là máy hầu như những con nào mà tình trạng như nào thì mình sẽ báo luôn cho các bạn như thế cho nó dễ hiểu. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con này đây. Con này là S8 Bluetooth. S8 Bluetooth thì hôm nay nhà mình về được đây. Đấy, S8 Bluetooth thì hôm nay nhà mình về được 3 cây nhá. Đấy. S8 Bluetooth thì hôm nay nhà mình về được 3 cây này, S8 Bluetooth. Thì là ngoại hình bọn này thì còn độ 90/90% nhá. S8 Bluetooth thì ngoại hình thì còn 90/90%. Đấy. S8 Bluetooth này mà mình về 3 cây này. Nói chung là Samsung cũng khỏi phải chê luôn. Màn hình cũng độ phân giải của nó là 2K nhá. Đấy, màn hình của nó cũng độ phân giải là 2K luôn. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Mình sẽ xem qua cấu hình con thông số của S8 Plus này cho các bạn này. Đấy. S8 Plus. S8 Plus thì là con này thì là gì nhỉ? Thì mình đây, mình vừa xem thông số này. Con này thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình tràn viền 6.2 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. RAM thì RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 Plus này thì là gì nhỉ? Thì là bản Hàn. Ba cái này của nhà mình này đều là bản Hàn này, hai SIM hai sóng nhé. Ba cái này của nhà mình đều là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Thì con này thì là màu này thì màu, nói chung là màu con này thì màu rất là đẹp này, màu rất là đẹp nhá. Đấy, màu nó hơi nhạt nhạt đấy. Màu này nó hơi nhạt nhạt, rất là đẹp đấy. Đấy, con này thì là màn hình đẹp nhất nhá. Con này thì là màn hình đẹp keng này. Con này thì màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì đấy. Con S8 cộng này, S8 cộng rất là sướng. Con này thì thế kề là bo các góc này đấy, các góc cạnh rất là đẹp nhá. Đấy, con này bọn này tất cả đều là bản Hàn, hai SIM hai sóng, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Thì mình sẽ xem những bộ nhớ bao nhiêu GB cho nó rõ ràng. Tất cả là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Chúng nó nhanh lắm. Nói chung là chip Exynos cũng dùng rất ok. Toàn là 64GB nhé.
ba cây này của nhà mình 64GB, pin thì là pin 3K rưỡi, có sạc nhanh. Chip là chip Exynos 8895 × 8 nhân. Đấy. Con S8 Plus này, đây các bạn quay camera này. Một thật với các bạn quá là phê luôn. Các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ những sản phẩm này rất ok. Hoặc là thay vào những con Note 9 kia khỏi phải chê. Đây. Thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một, thì con này thì là vỏ này. Đẹp leng keng xá beng thôi. Đây. Nó chỉ hơi bị chày một tí chỗ tí cạnh hôm rồi thôi. Hơi bị chày tí chỗ cạnh hôm rồi thôi. Con S8 Plus này thì là đây, bản Hàn 2 SIM này. Con này thì là màu không rõ là màu gì cho làm nó hơi nhạt nhạt, rất là thích. Đấy. Đấy. Đây, màn hình con này đẹp keng, không ám mối, không lưu ảnh gì. À, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.800.000 con S8 Plus đấy. Đấy. S8 Plus đấy, 3.800.000 nhé. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám mối, không lưu ảnh gì. Màn hình cong rất là đẹp nhá. Đấy. S8 Plus đấy. Đấy, 3.800.000 cho các bạn nhá. Và con này, đây con này thì là màu xám đấy ạ. Vỏ cũng đẹp keng, leng keng xả beng đấy ạ. Đây, màu xám đẹp leng keng xả beng. Thì là màn hình con này thì là hơi bị ám một chút nhá. Hơi bị ám nhẹ một chút. Đấy, con này thì là màn hình thì hơi bị ám nhẹ một chút thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 3.400.000. Bản Hàn 2 SIM nhá. S8 Plus này. Con này thì là màn hình của nó thì hơi bị ám nhẹ một chút thôi. Các bạn để kỹ thì mới thấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.400.000. Và con S8 Plus này thì con này thì nó màn hình đẹp không ám, nó chỉ bị hơi lưu ảnh một tí trên này thôi. Đấy. Con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là gì nhỉ? 3.400.000 nhá. Đấy, con này thì mình xanh, con này màu xanh này. 3.400.000 hết nhá. Đấy. Hai con này độc giá là 3.400.000 này và ba con này là 3.800.000. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus này các bạn liên hệ người sớm nhất nhá. Đấy, nhà mình thì có 3 cây. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp bên mình để đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bảo giá trực tiếp và lỗ đổi một một tuần và bảo hành nào 6 tháng, nên các bạn yên tâm. Mọi thắc mắc các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để đặt hàng. Đây, gần các bạn thể là giao trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi và mua bán. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại vào clip tối ngày mai các bạn nhé.